Sáng 18 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm chúc mừng Ban Phụ nữ Quân đội nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả phụ nữ quân đội đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động thời gian qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu mong rằng cùng với nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ nhân viên Ban Phụ nữ Quân đội luôn đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh mẫu mực tiêu biểu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là cơ quan đầu ngành của phụ nữ toàn quân